sàng chiến đấu nào. Cùng tìm kiếm năng lượng, tiềm tàng sức mạnh đang ẩn sâu nơi nơi gian nan, cùng muốn chiếm lấy ánh sáng ngăn cản đường chúng ta, không dễ ngăn ngược các anh hùng. Yeah, nào cùng bước tới nhanh hơn, không ngại mưa, không ngại khó, vượt hiểm nguy, cùng nhau nắm tay vượt qua trừ gian diệt ác vì thế giới. Kề vai bên nhau nào cùng bước, ngày đêm khát khao cùng tiến, cùng tiến, kia vinh quang đang chờ đợi, chờ đợi. Chỉ cần chúng ta nắm tay thật chặt tay, cùng một chân lý rọi soi sang con đường chẳng ngại khó. Ben, bỏ điện thoại xuống. Bỏ xuống đi. Ủa, sao món ăn anh dữ vậy? Học bài chưa? Rồi. Tập nhảy chưa? Dạ rồi. Ăn cơm chưa? Dạ rồi luôn. Vậy thì coi phim đi. Trời, tưởng về xạ muốn hồn muốn vía luôn à. Tập phim hôm nay hồi hộp lắm đó nha. Đó là trận đấu giữa anh em Yolen và tay đua hạng A Caesar. Caesar thì đang có âm mưu rất đáng sợ khi sử dụng sức mạnh bóng tối để bao trùm tất cả. Mảnh hổ tốc độ của Caesar cũng càng ngày càng nguy hiểm với nguồn sức mạnh này. Trong khi đó thì Yolen và Kinson vẫn chưa thật sự thức tỉnh trong nguồn sức mạnh ánh sáng của mình, và họ phải đối mặt với Michael lẫn Caesar. Anh Thiện ơi, em còn được biết á là máy tính chính xác của trận đấu này cũng đã được sức mạnh bóng tối xâm nhập và mất kiểm soát luôn. Thật là nguy hiểm quá à. Trong khi đó, Zeta lại bị thuộc hạ của Caesar giữ chân lại, không thể nào giúp đỡ được gì. Cả hai anh em Yolen đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Tập phim hứa hẹn những tình huống cực kỳ gay cấn đây. Cùng xem phim thế nào? Bộ phim Chiến xa thần thú. Tập phim Mối hiểm họa lớn. Tập 37 Mối hiểm họa lớn. Cậu chủ Odys, năng lượng ánh sáng trên người Yolen với Kinson đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Tốc độ phát triển sức mạnh của bọn họ đúng là nhanh tới mức đáng kinh ngạc. Đáng ghét. Đừng lo lắng, bây giờ cũng đã tới lúc chúng ta thực hiện kế hoạch rồi đó. Cố gắng lên nữa nào tụi mình. Chỉ cần tập hợp sức mạnh của mọi người, chúng ta sẽ chiến thắng tất cả. Tốt lắm, chính là cái thế mà mình mong muốn. Anh hai, đồng xu năng lượng đã có phản ứng chưa vậy? Mọi người, hãy cố gắng thêm nữa nào. Vẫn chưa được. Không những không tăng thêm sức mạnh mà còn mệt muốn chết rồi. Ồ không, sao lại thất bại nữa rồi? Thật không hiểu nổi. Rõ ràng bây giờ mình cũng làm y như lúc đó thôi mà. Kinson à, anh cảm thấy lần này khác với lần trước đó. Nhưng sao lại vậy? Nào, lần này tới lượt anh hai thử làm kẻ nhát gan đi. Nhanh lên, anh xin lỗi em đi. Làm như vậy có hơi mất mặt đó. Anh nói cái gì vậy chứ? Không lẽ anh không muốn phát huy sức mạnh kinh hoàng đó nữa hay sao? Nào, bắt đầu thôi. Anh Kinson à, anh xin lỗi em. Không được, không được. Anh phải bỏ thêm thật nhiều cảm xúc vô câu nói đó. Kinson, anh xin lỗi em. Vẫn chưa có đủ đâu. Nhập tâm hơn nữa đây. Kinson, anh xin lỗi em. Trời, họng mình đau quá. Cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Anh hai, em không nên bắt anh xin lỗi nhiều lần như vậy. Em xin lỗi anh hai. Không sao đâu, anh cũng mong là có thể phát huy được sức mạnh đó lần nữa. Nguồn sức mạnh đó thật sự lợi hại như vậy sao? Mình vẫn cảm thấy rất là khó tin. Xin chào mọi người, đây là tin tức chiến xa. MC chiến xa. Hỡi các fan hâm mộ chiến xa trên khắp thế giới, xin mọi người hãy tập trung lắng nghe.
nữ thi đấu tranh tài đoạt đồng xu chiến xa ngày mai đã được sắp xếp xong xuôi rồi. Và đội thi đấu lần lượt là đội của hai anh em nổi tiếng đã giành được hạng nhất Vô Lâm và Kiên Sơn đấu với tay đua hạng A Caesar Michael. Hả? Anh em mình? Cặp đôi anh em chiến xa thi đấu với tay đua hạng A. Đây đúng là một trận thi đấu gay cấn và căng thẳng mang tầm thế kỷ. Hả? Tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Oh yeah, các cậu sẽ được thi đấu tay đôi với tay đua hạng A. Đúng là giỏi quá rồi. Hả? Cái chiến đấu của mình đã bùng nổ lên rồi. Mặc dù Michael là sư phụ của mình, nhưng mà mình nhất định phải chiến thắng. Mình phải thắng, mình chắc chắn phải thắng. Mình cứ tưởng là có thể làm bạn với cậu ấy chứ. Cảm ơn. Thật không ngờ cuối cùng lại trở thành như vậy. Đó chính là một chiếc chiến xa thần thú mạnh nhất, tà ác nhất, mãnh hổ tốc độ. Vì để giúp cho Caesar có thể thoát khỏi sức mạnh của bóng tối đó, trận thi đấu này tuyệt đối không thể nào thua. Anh hai, tụi mình mau về phòng chuẩn bị thôi nào. Nè, đợi mình với. Chính Kinson đã dạy cho mình hiểu thế nào là vui vẻ. Nếu như phải thực hiện kế hoạch đó, mình cảm thấy không vui chút nào hết. Nhưng mà mệnh lệnh của cậu chủ Odys thì chúng ta không thể nào không nghe theo. Sức mạnh đồng xu màu đen vẫn không ngừng tăng lên. Đúng là máy tính chiến xa bị bóng tối điều khiển ngày càng nghiêm trọng rồi. Anh em Vô Lên vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẫn chưa thể sử dụng sức mạnh ánh sáng. Hả? Lần này thì gây go rồi. Vì để cứu Caesar, em vẫn quyết định không nghe lời khuyên của anh. Em vẫn muốn thi đấu với mãnh hổ tốc độ sao, Vô Lên? Nhưng mà lần thi đấu nguy hiểm này có lẽ sẽ làm thức tỉnh sức mạnh của anh em Vô Lên. Bây giờ chỉ đành mạo hiểm thôi. Cũng chỉ còn cách này thôi. Lao trên, hắc ám. Sức mạnh bóng tối cứ tuôn ra không ngừng. Không sai. Sức mạnh bóng tối, sức mạnh bóng tối, sức mạnh bóng tối, sức mạnh bóng tối, sức mạnh bóng tối. Bây giờ thì bọn họ đã được truyền sức mạnh bóng tối rồi và đã hoàn toàn trở thành một phần tử của chúng ta. Vậy thì chiến xa thần thú của bọn họ cũng có thể sử dụng sức mạnh bóng tối, đúng không? Đúng vậy. Nào, để tôi cho cậu coi một thứ rất thú vị. Đây là... Bất ngờ chứ gì. Chiến binh ánh sáng và chiến binh bóng tối trong khoảnh khắc đáp xuống trái đất. Một số nhỏ sức mạnh bóng tối đã nhân cơ hội đó thâm nhập vào trong máy tính chiến xa. Tôi đã luôn chờ đợi, đợi nguồn sức mạnh bóng tối đó từ từ lớn mạnh hơn. Không bao lâu nữa, máy tính chiến xa sẽ bị sức mạnh bóng tối kiểm soát hoàn toàn. Chỉ cần sức mạnh bóng tối tăng lên, tôi và mãnh hổ tốc độ sẽ trở nên ngày càng mạnh hơn. Tôi mong trận thi đấu ngày mai quá đi. Thiết bị chiến xa của mình ở đâu rồi? Thùng thiết bị chiến xa của mình đâu mất tiêu rồi? Chẳng phải tối qua cậu ôm nó ngủ hả? Nhưng mà nó không còn ở trên giường của mình nữa. Nhưng lúc cậu đi vệ sinh, chẳng phải cũng mang nó theo sao? Nhà vệ sinh mình cũng kiếm qua luôn rồi. Cuối cùng thì thùng thiết bị chiến xa của mình đang ở đâu vậy? Đúng là hết cách với cậu ấy mà. Trong một ngày quan trọng như vậy mà lại mất thùng thiết bị chiến xa. Phải trông coi cẩn thận chứ. Kinson à, tới lúc đi rồi, không thì sẽ trễ đó. Anh hai, sao trên tay của anh có tới hai thùng thiết bị chiến xa vậy? Không biết từ khi nào anh xách luôn thùng của em vậy ta. Anh thiệt tình à. Anh cứ
lơ đễnh như vậy, không giống anh một chút xíu nào hết. Anh xin lỗi em, tối qua anh suy nghĩ nhiều quá nên ngủ không đủ giấc đó mà. Hả? Em thấy anh đâu có động tĩnh gì đâu. Đương nhiên rồi, cậu vừa đặt lưng là ngủ mất tiêu, mà ngủ một hơi là tới trời sáng luôn. Không đâu, nếu cứ mặc kệ cậu ấy, có khi cậu ấy ngủ tới chiều luôn. Nè, hai cậu nói hơi quá rồi đó nha. Nói về khoản ăn ngủ thì Kinson đúng là không ai sánh bằng. Nếu như đối thủ hôm nay là sư phụ thì mình càng phải hừng hực chí khí mới được. Anh hai, anh sẽ không như lúc thi đấu với Zeta chứ, anh bị mềm lòng đó. Không đâu, anh sẽ không bao giờ quên lời hứa của chúng ta nữa. Bất kể gặp phải đối thủ ra sao thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Tốt quá, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Coi chừng si sợ sao Zeta, hôm nay cô ấy cùng đội với mình mà, tại sao lại phải coi chừng đồng đội của mình chứ? Michael, xem ra đã tới lúc tôi phải nói cho cậu biết chuyện liên quan tới sức mạnh bóng tối rồi. Sức mạnh bóng tối sao? Ừ, hả? Đường truyền bị gián đoạn rồi. Chính các cô đã làm đúng không? Nói đúng ra thì không phải, là do máy tính chiến xa làm đó. Hả? Máy tính chiến xa? Zeta, hãy đấu với chúng tôi đi. Hai cô tưởng là sẽ thắng được tôi sao? Tôi biết khả năng của anh, nhưng mà mệnh lệnh thì vẫn là mệnh lệnh. Nếu đã là lệnh của cậu chủ Odys thì chúng tôi phải tuyệt đối nghe theo. Không gian bóng tối lan tỏa. Hả? Chỗ này là một đấu trường thi đấu chiến xa. Có thể tạo ra không gian đấu trường này chỉ có một mình máy tính chiến xa mà thôi. Xem ra tình hình của máy tính chiến xa còn tệ hơn là mình nghĩ nữa. Phần thắng bại đi. Tiến lên nào, Zeta. Chiến xa xuất phát. Hỡi ha. Chiến xa xuất phát. Hỡi ha. Hỡi ha. Tiến lên nào, gấu thép hùng chiến. Mình sẽ cố gắng hết sức. Chiến xa xuất phát. Hỡi. Hỡi các chàng trai cô gái trên khắp thế giới và cả người lớn nữa, trận thi đấu đôi đáng mong đợi nhất sắp bắt đầu rồi. Người chiến thắng nhất định là chúng tôi. Caesar, mình nhất định sẽ cứu cậu thoát khỏi sức mạnh của bóng tối. Phải coi chừng Caesar. Nói vậy là có ý gì chứ? Đáng ghét, đường truyền lúc đó lại vừa bị đứt đoạn nữa. Vô lên, kia sinh, cố lên. Cậu im miệng đi. Người chiến thắng chắc chắn là cậu chủ Caesar. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tình hình hiện giờ hình như có gì đó bất lạ. Hai bên đã chuẩn bị xong chưa? Trận đấu chiến xa bắt đầu. Tiến lên nào, dũng mãnh sư tử. Chiến xa xuất phát. Nhờ cậu đó, khủng long bạo chúa. Dũng mãnh sư tử à, hãy lấy đồng xu năng lượng cấp 5 trước đi. Cứ giao cho mình. Mình cũng đi lấy đồng xu năng lượng cấp 5 thôi. Các cậu tưởng có thể dễ dàng lấy vậy sao? Bây giờ mình làm chi nữa, mình về đi. Khủng long bạo chúa. Hả? Trời ơi, tiêu rồi. Lợi hại quá đi. Bọn hút cuồng nổ chỉ trong nháy mắt đã đánh bay được khủng long bảo chúa và dũng mãnh sư tử rồi. Chiến xa thần thú, bò hút cuồng nổ. Chuyện nhỏ thôi mà. Ê, sao cậu vẫn chưa xuất phát nữa? Hả? Chuyện này là sao vậy? Caesar không tham gia trận đấu nữa hay sao? Tại sao lại như vậy? Đây là chiến lược thi đấu của tôi. Chiến lược sao? Tôi thấy cậu đang làm biến thì có đó. Nếu như anh còn phân tâm nữa thì nhóm dũng mãnh sư tử sẽ lấy được đồng xu năng lượng đó. Hả? Bỏ hút cuồng nổ.
Những mảnh sư tử khổng long bạo chúa. Với đà tấn công này thì đúng là không nhầm nhò gì hết. Không hổ danh là Zeta, đúng là lợi hại thật. Lạ thật, bọn họ sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy được chứ. Thử họ một chút vậy. Chiến xa xuất phát. Hơi. Chiến xa thành phố râu thét một chiến. Độc xu thức tỉnh. Đại bàng mãnh chúa, mãng xà khổng lồ biến lại thành chiến xa đi. Bất khả chiến bại. Chúng ta cũng dùng đồng xu thức tỉnh phản công đi. Vẫn chưa tới lúc đâu. Đúng là kỳ lạ thật. Mình cố tình không đánh trúng họ để tạo cơ hội cho họ, vậy mà bọn họ vẫn chưa chịu phản công. Chẳng lẽ bọn họ chỉ đang giữ chân mình? Mục tiêu thật sự là Vô Linh và Kim Sinh. Gấu thép nguồn chiến. Đối mặt với sự tấn công của bọn hút cuồng nổ, đội dũng mãnh sư tử không biết sẽ làm gì đây. Đội của Michael có thể chiến thắng trong trận đấu này hay không? Tức thiệt mà. Chỉ có vậy mà đã phân thắng bại, đúng là chán thiệt mà. Bây giờ các cậu mau đi lấy đồng xu năng lượng đi. Sao sao chứ? Michael đã dừng tấn công rồi. Cho phép anh em Vô Linh đi lấy đồng xu năng lượng. Hả? Không hổ danh là tay đua hạng A Michael. Nhưng mà tụi em không cần anh nhường đâu. Cái gì? Mục tiêu của tụi em là tay đua hạng A, cho nên chắc chắn phải có thực lực để chiến thắng trận thi đấu này. Anh hai, ở đây cứ giao cho em đi. Được. Khủng long bạo chúa, đồng xu thất tỉnh. Chiến xa thần thú, khủng long bạo chúa, khủng long gào thét. Bò hút cuồng nổ, hãy thể hiện sức mạnh của mình đi. Khủng long bạo chúa. Lợi hại quá đi. Mặc dù bò hút cuồng nổ nó bị trọng thương, nhưng mà vẫn cố gắng hết sức để phản công. Khán giả thì cảm thấy vô cùng hồi hộp, có phải không? Cậu hãy mau nhớ lại đi. Cậu cũng giống như tụi mình, cũng mong muốn có một trận đấu lay động lòng người, cho nên mới trở thành tay đua chiến xa mà. Cậu bây giờ không phải là con người thật của cậu nữa. Lay động lòng người? Được, vậy thì tôi sẽ cho bọn họ thấy một trận thi đấu lay động lòng người hơn cả bây giờ nữa. Tiến lên đi, mãnh hổ tốc độ. Chiến xa xuất phát. Sao chứ? Vẫn chưa xong đâu. Thấy sao nào? Vậy đã đủ lay động lòng người chưa? Caesar, mau dừng tay lại. Sao anh lại tấn công đồng đội của mình chứ? Điều này là vi phạm nghiêm trọng tới nội quy cuộc thi. Caesar, tư cách thi đấu của cậu bị hủy bỏ. Vậy sao? Nhưng máy tính chiến xa hình như không nghĩ như vậy đâu. Hả? Cái gì? Cuộc thi tiếp tục hả? Máy tính chiến xa lại cho rằng cậu ấy không phạm quy sao? Hả? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Dũng mãnh sư tử,
tụi mình cùng giúp một tay. Cho dù máy tính chiến xa cho phép thì tụi mình cũng không thể để cậu ấy làm loạn được. Chiến xa xuất phát. Chiến xa thần thú mãnh hổ tốc độ, mãnh hổ gầm thét. Kết bạn. Nè, chuyện này là sao vậy? Mau sửa lại đi chứ. Anh hai sẽ không sao chứ? Mọi chuyện đều đang diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của mình. Hai cái tên nhóc đó đại diện sức mạnh ánh sáng. Chỉ cần tóm được tụi nó, Zeta sẽ không còn đáng sợ nữa. Nào, hãy dùng sức mạnh của bóng tối để thu phục tất cả bọn chúng đi. Để cho con. Nhanh lên, chạy đi. Nhưng mà mạnh hổ tốc độ, tiếp sau đây đừng có bắn lệch nữa đó. Tụi em không sao chứ? Anh Zeta, Michael, kệ, cứ kệ mình. Anh em kia xin, giờ cậu lo giùm nha. Đáng ghét, Michael, mình xin lỗi. Cái gì? Cậu chủ Odys, chúng tôi đã không thể chịu chân Zeta. Đúng là một lũ vô dụng mà. Thôi bỏ đi, bây giờ máy tính chiến xa đã hoàn toàn bị kiểm soát rồi. Cho dù bọn chúng có làm gì thì cũng đã quá trễ. Tập phim hôm nay đã hết rồi. Tình tiết câu chuyện đang quá hấp dẫn phải không các bạn? Sức mạnh bóng tối của Caesar vẫn chưa thể đánh bại được anh em Yolen. Nhưng hắn vẫn còn vô cùng nguy hiểm đó nha. Dũng mãnh sư tử và khủng long bạo chúa chưa đủ sức để đấu lại mãnh hổ tốc độ đâu. Anh Thiện ơi, nếu đứng trong trường hợp là Yolen thì anh sẽ làm như thế nào? Hỏi anh rồi hả? Anh nữa hả? Anh sẽ... Sẽ sao? Để anh suy nghĩ cái đã. Sẽ sao nè? Lẽ sẽ làm sao? Anh sẽ đi ăn rồi xong quay lại trận đấu tiếp. Trời ơi, em thì là không phục anh luôn á nha. Tình thế như vậy mà anh còn thể đi ăn được hả? Hay thiệt luôn á. Anh giỡn thôi, tại anh đang đói bụng. Thì anh đâu có chiến đấu hết mình được đâu. Nếu bình thường anh vô trường hợp đó, thiệt, anh chơi hết sức luôn. Vậy thì chiến đấu với em liền nha. Chiến xa thần thú của em đây. Khoan, trước khi mà mình sẽ chiến đấu, các bạn hãy nhớ lên fanpage của Chiến xa thần thú nha. www.facebook.com/chiến xa thần thú để biết thêm lịch trình của trận đấu nha. Còn bây giờ, chiến thôi. 2, 3, khủng long bỏ chúa, dũng mãnh sư tử. 3, 2, 1. Ha ha ha. Ủa, đứng lên. 1, 2, 3. Ừ lại, 1, 2, 3.
thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.